đi chứ đâu có ai đâu còn đi làm được đó. Có anh hai để làm gì? Sau khi Hân sẽ làm giống như này, cái ổ chân này đến cái phần khớp gối. Dạ. Ờ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay là 4 giờ khuya cô bác quý anh chị. Bùi Hồ phải tranh thủ thức dậy sớm như thế này để đi khám bệnh, để đi gắp một cái chân cho bé Hân. Đứa bé gái có cái gương mặt thiên thần mà bị tai nạn và phải mất đi một cánh tay và một cánh chân của cô bác quý anh chị. Thì được sự hỗ trợ của chị Lâm Tuyền là Việt Kiều Mỹ. Hôm nay thì sau khi hết giãn cách thì Bùi Hồ cùng với bé Hân sẽ đi lên Sài Gòn để tìm lại đôi chân cho bé Hân khi xưa nha cô bác quý anh chị, để em có thể tự đi đứng dễ dàng. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo hành trình của Bùi Hồ và gia đình của bé Hân ha. Và đây là cái bến đò này, bến đò này qua bên sông, để sau đó thì mình sẽ đi xe cùng với gia đình của bé Hân. Thông tin với cô bác quý anh chị là toàn bộ chi phí gắp chân thì chị Lâm Tuyền sẽ hỗ trợ hết 100%. Xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đây, đây là cái bến phà. Tối quá trời tối. Lên xe cùng với lại em Hân, cùng với lại đây là anh hai hả? Dạ, anh hai. Anh hai, em tên gì? Dạ, tên Nhậm. Nhậm hả? Dạ. Em ở làm ở xe ở Hồng Ngự đó hả Nhậm? Dạ đúng rồi. Em xuống đây hồi nào? Dạ em về hôm qua. À, với lại bà ngoại, với lại Hân. Hân sáng nước sớm không? Buồn ngủ rồi hả? 4 giờ là kêu thức dậy đó. Ôi, dạ, 4 giờ là kêu thức dậy rồi. Dạ. Thì ông ngoại điện sớm, điện cho ngoại sớm. Dạ. Dạ. Nhắc đó thức trời rồi á, rồi hồi chú điện cho ngoại. Dạ. Anh làm bên ấy hả? Dạ. Bên chương trình. Dạ, rồi có xây xe không? Hay có xây xe không ạ? Nó hay xây xe mà đều mở, không có chịu máy lạnh. Ừ. Ngày 4 đến 5 tiếng nữa là sẽ tới Sài Gòn, sẽ gặp bác sĩ có kết quả mau à. Sáng nghe tin chị. Em nghe. Dạ, em nghe tin này mừng dữ không Mạnh? Dạ, em à. À. Dạ anh. Dạ mừng. Là dạ. Cho em ra rồi đang mà đi tới lui sinh hoạt cho nó. Dạ, sinh hoạt cho nó dễ nha. Dạ. Không thôi nó nhảy cò cò nó vô nhà vệ sinh. Ờ. Thôi vậy cho bé Hân ngủ đi. Hân là có người anh tuyệt vời rồi. Về bữa đi đâu là hãy anh hai đi chứ đâu có ai đâu còn đi làm được đó. Có anh hai để làm gì? Chưa bao giờ mà thấy cái tuyến đường mà đi Sài Gòn mà nó lại vắng như bây giờ. Đúng rồi, vắng lắm. Dạ. Lúc trước đường này chạy né thì bà nội luôn. Dạ. Bây giờ là vắng dữ lắm. Ngoài xe chở hàng ra với lại một số người mà xe khách chở bệnh nhân từ miền Tây lên khám bệnh thì không còn loại phương tiện nào hết à. Những cái chiếc nhỏ nhỏ đó là người ta chạy dân địa phương thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Sài Gòn vắng còn dữ nữa. Hồi bữa mà anh cho đi sân bay đó hen. Dạ. Là bữa bay đầu tiên đúng không? Anh chở thằng con đi Đà Nẵng đó, em biết hả? Là anh lên sân bay á, là anh chạy mà vô Sài Gòn á, là anh không ngờ á, là anh hơi bị sợ đó, em hiểu không? Yeah. Tất nhiên là nó vắng quá anh sợ. Ra sân bay em biết hả, là chưa quá 10 chiếc xe ở ngay chỗ sân bay. Ngày xưa lên sân bay né thấy bà nội luôn. Còn giờ á, vô đó vô tư lắm. Nhưng mà mình đâu dám tiếp xúc, em hiểu không? Yeah. Lên trên đó cái nó đi chuyến 2:45. Mà anh vô mới có 1 giờ, phải ngồi đợi chút. Ngồi trên xe. Dạ. Rồi ăn cơm trên xe luôn. Đâu dám ra ngoài. Ở đây là Thạnh Quá hả anh? Đúng rồi, đây Thạnh Quá. Đây Thạnh Quá, thông tin với cô bác quý anh chị trước đây mà cái việc mà từ Sài Gòn mà về lại miền Tây á thì rất là nhiều chốt trạm. Và muốn về thì không phải là cái công việc dễ dàng. Nhưng mà hiện nay cái chốt từ miền Tây mình lên Sài Gòn đa số đã bị tháo dỡ hết để thuận tiện cho việc người dân đi lại, để trở lại cái hoạt động bình thường mới. Cũng như cái trường hợp của bé Hân mà được chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ hỗ trợ thì
Trước đây thì chị có hỗ trợ cho bé Hân, nói hỗ trợ cho bé Hân, nhưng mà vì cái dịch bệnh sau khi mà chị về Việt Nam gặp bé Hân xong á, thì cái dịch bệnh nó lại ập đến và nó rất là bất ngờ. Thì sau đó thì Việt Nam nó phong tỏa khoảng chừng 4 tháng và đến cái thời điểm này là hơn 5 tháng, có lẽ là hơn 5 tháng, và bé Hân mới có dịp trở lại lên Sài Gòn để mà tìm cái đôi chân của mình. Và chính xác là hôm nay gặp một bác sĩ chuyên khoa về làm gắn đôi chân giả cho các bệnh nhân mà bị khiếm khuyết chân tay. Bác sĩ này là bác sĩ Mạnh, làm bên bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Hôm trước thì có một người bạn là làm bên nhà báo thì giới thiệu anh này là anh trước đây đã gắp chân cho một cái bé là người Đắk Lắk bị cưa cục mắt một chân, và anh này đã làm rất là tốt. Thì hôm nay thì lên trên đó để cho bác sĩ chẩn đoán lâm sàng coi tình hình như thế nào. Chắc có lẽ là lên một hai lần, lên lần nữa ha bác ha. Dạ. Lần này thì mình đi thử đi lấy ni. Dạ, đi lấy ni rồi sao rồi xong rồi chắc phải đi gắn lại. Để nữa hỏi bác sĩ gắn mà cô mình có ở lại đó đặng mà theo dõi không? Chắc phải ở lại chứ sao không? Hân trông đến cái ngày đó dữ không Hân? Trông hả? Hôm nay nãy chắc tối quá không biết là quay của bác anh chị có thấy không? Có anh của Hân là tên Nhậm hả? Có đi theo anh hai đi đâu cũng đi xuống mà ăn sáng anh hai cũng cổng đi à? Vòng chứ mới là có người anh tuyệt vời ha. Cái hành trình này là đây lên đó hả, đi khám bệnh rồi thì kêu anh hai đi về đi chứ đâu có đi cùng một mình tôi đi được với nó đâu, tại vì bà ngoại thì lớn tuổi quá rồi. Dạ phải anh hai đi theo rồi. Cái giác nuôi nó cũng là anh hai không. Dạ. Ba với mẹ nó thì công nhân mà phải đi làm. Dạ. Ba mẹ thì phải mưu sinh. Dạ. Còn anh hai thì bỏ cái công ăn việc làm của mình luôn. Hôm nay thì dạ lên đến đó thì chắc cũng khoảng còn hơn một tiếng nữa, có lịch hẹn với bác sĩ ở nhà riêng là khoảng 8 giờ. Tại vì bây giờ hiện nay mà cái tình trạng mà vô trong bệnh viện á, những cái thủ tục nó rất là phức tạp, như là xét nghiệm y tế rồi nguy hiểm cũng test, cao, độ nguy hiểm rất cao luôn. Hiện nay Sài Gòn nó có dấu hiệu là bùng phát trở lại. Sau thời gian thì đến Sài Gòn rồi. Anh Nhâm phải ổng mà ẩm mới hơn lên nè. Dạ bé còn nghe luôn. Rồi sao em đi với Hân luôn chứ? Không, bà ngoại. Ngoại đi với Hân. Bây giờ cái chân của Hân là làm được theo bác sĩ hả? Dạ. Vậy thì bây giờ là mình bước đầu là mình lên đây là mình lấy ni rồi xem một số chân để phù hợp với bé. Rồi sau đó thì nếu như mà xong thì khoảng bao lâu thì mình sẽ lên mình ghép vô nha bác sĩ? Thì nếu như mà bắt đầu mình làm thì tùy theo từng cái loại sản phẩm. Dạ. Mình có thể là cũng hay gì mà nếu như những cái loại mà sản phẩm cao cấp đó, thì nó hơi lâu một chút, nhưng mà cái loại sản phẩm bình thường thì nó cũng rất là nhanh. Nhưng mà đối với cái độ tuổi của bé Hân gì á thì mình có nên dùng cái loại chân cao quá không, hay là độ trung bình để sự phát triển của cơ thể của bé? Đây là cái mẫu chân mà theo cái mẫu chân cho bé Hân là như thế này. Quan trọng là cái phần ni mà nói cái ở trên cái mõm chân của bé không? Vậy là chỉ có thai, sau này có thai là thai phần ở trên này với lại sợ trật cái phần khớp bàn chân ở này thôi. Nhưng mà thời gian sử dụng cái chân này là bao lâu thôi bác ha? Khoảng 20 năm. 20 năm à? 20 năm là được. Đây bác, đây là cái mẫu chân mà sau khi Hân sẽ làm giống như này, cái ổ chân này đến cái phần khớp gối. Dạ, nghe cái khớp gối, còn cái này là nói với cái phần mõm chân đó bác. Dạ. Nè, để cho bác sĩ lấy phần khớp.
ngày xưa là cái chân của mình nó chỉ ngay thẳng ra thôi. Bây giờ thì nó có cái khớp có được thế này. Còn những cái khớp mà cái khớp nó còn hỗ trợ như một cái khớp bình thường. Yeah. Khi anh bước lên nó thì nó sẽ tự động duỗi ra, nó không có làm cho mình bị chịu té. Hoặc là có một loại khớp, một số dạng khớp nữa là mình đi mà ví dụ như là khi mà mình bước chân lên tới đây này, thì nó có chịu như này cái thì nó khóa lại. Là khi mà mình đi lên là nó tự chân xuống là nó khóa luôn, nó không có cho mình té để tự vô tình mình bước rồi thì đa phần là sau này mình đi mà mình đã cái chân lên thì chỉ cần giơ chân đến đây thôi là cái khớp gối nó hỗ trợ cho giữa chân ra, là mình không phải mất thêm lực để mình đánh mạnh thêm. Thay vì mình đi mình thường mình phải đánh mạnh lên, mà đây mình chỉ cần nhấc lên đây thôi là tự động duỗi à, tự động nó duỗi ra, duỗi ra cho mình để mình đặt chân xuống không mất sức. Đó là những cái chân nó khá là nhiều tiền. Giống như cái chân của bé Hân luôn á. Là cái mẫu của nó giống gì luôn. Còn sau này mình mới bọc. Cái mẫu này là cái chân phải. Dạ chân phải. Là cái mẫu của bé Hân là sẽ giống như vậy luôn. Nếu như mà mình nhìn ở ngoài mà khi mà mặc quần giặt thì không bao giờ biết được. Cái này mình mới là ghép xương thôi. Dạ. Còn bọc thật ở bên ngoài nữa. Vừa ăn tiền rồi cái bọc phần. Dạ. Cái này là phần xương thôi. Là đây là cái khi mà bọc bên ngoài ra thì nó sẽ tương đối với cái chân. Nhưng mà cái này dành cho Thảo Quốc Hà. Cái này sau khi bọc ngoài thì nhìn giống như chân thiệt của mình à. Thì thờ vào nó còn êm cũng mềm luôn ha. Đây nè, cái này là sau khi bọc xong rồi giống luôn giống như cái phần thịt luôn. Nó vào thờ vào như này nó có cảm giác là như thịt luôn. Dạ, cũng mềm mềm, có nghĩa là nó là cái đệm này. Dạ cái mút này dạ, nhưng mà nó không có cảm giác. Dạ, vì nó là cái nó mềm. Là sau khi mà cái phần xương mà bé Hân đi vững rồi á thì mới bọc thêm cái phần thịt đi vào. Dạ đúng. Dạ. Cái ống cho nó nghỉ nước vàng ra đó. Rồi tới chừng xuất viện về với Hữu Nghị thì nó mới ghép cái da tay này. Rồi sau mấy đâu cũng 2 tháng nay à. Rồi bây giờ tự nhiên là nó nổi mủ ra, chảy ra. Một rồi cái sau dưới này là thêm một nữa. Rồi uống thuốc, hôm dịch tới nay uống thuốc hoài vậy đó. Rồi cũng có đi tái khám. Dạ. Dạ thì thấy mủ thì cũng còn chảy ra hoài vậy đó. Mà nó ngứa nó mắc cho nó bớt. Rồi bác sĩ nhân thì ở dưới Hữu Nghị nó nói là bây giờ cái xương của nó thì nó nhiễm rồi, mà bây giờ là uống thuốc từ từ ở trong lành ra, chứ nếu mà mổ thì có thể nguy cơ nó nhiễm trùng nặng hơn cái để vậy mà uống thuốc từ từ nó lành ra. Bác sĩ nói vậy thôi chứ giờ chưa có biết cho bác không. Dạ. Ôi, có nặng gì hai chị hả? Ghê quá. Cái cầm bình thường đâu anh? Ủa, bác cầm tay gì đâu. Cái này là cái tay giả. Ôi. Mềm không? Là bên anh làm cái này, sản xuất cái tay này nữa. Nhưng mà mình phải có cái này, mình mới ráp được. Còn cái này là cái khớp gối gặp được luôn á. Gặp được chứ. Yeah. Nếu như mình đặt cái hàng của Đức tốt thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, còn ví dụ như hàng Việt Nam mấy chục triệu thì nó sẽ khó hơn luôn. Cái này là cơ lực hay là cái này không có cơ, không có khí, không có gì. Yeah. Dạ. Cái này là đối tượng. À. Là cái này của Mỹ nha. Dạ. Yeah. Oh.
trọng lượng của nó là khoảng thường, ví dụ như bé hơn thì trọng lượng của cái chân giả nó là khoảng mấy ký thôi chị? 3 ký mấy. Trọng lượng mình không sợ. Dạ. Trọng lượng thường người ta thiết kế theo cái chân của mình. Dạ. Của nước nào ha? Cái này là của Đài Loan. Của Đài Loan. Nhưng mà mình giống giống nhau nhưng mà cái chất liệu của nó là khác nhau thôi. Có nghĩa là khi anh cũng không rành về cái ngôn sản xuất của cái món này. Dạ. Nhưng mà nó gọi là cái gì, polyurethane, người thì gọi là polyurethane, người gọi là foam, người thì gọi là mút á. Dạ. Thế nhưng mà không biết được cái công thức pha của nó như thế nào. Nhưng mà của thằng Đức thì nó sẽ bền hơn. Đấy là theo kinh nghiệm của bệnh nhân sử dụng. Yeah. Thì được cái phần này nói lên. Rất là dễ. Ví dụ sau này bé có thay, bé ở nhà cũng tự thay được, hay có nấu bệnh có thể là được thay được. Không có gì khó. Dạ. Yeah. Em hiểu không? Rồi cái này thì mình được đi 3-4 năm mình mới thay lại một lần thôi. Có khi nếu mà có nhiều cái bàn ở bờ bên tầm khoảng để anh coi thử. Còn cái hàng của Đức này, thí dụ em đặt hàng của Đức là đi được mấy năm? Nó cũng tùy đợt. Nghĩa hả? Nó tùy đợt. Nhưng mà có con cái chị biết sao không? Dạ. Cái này á thì sau khi mà bé nó sử dụng hư á, dạ, cái chi phí thai á, dạ, nó thấp. Dạ, đúng rồi. Còn mình sử dụng cái kia thì chi phí thai nó cao hơn. Dạ. Nên là nữ thôi. Sử dụng cái này thì sẽ tiện cho gia đình của bé. Đó là muốn tính lâu dài. Nó phải có tên này. Đấy, ông này nó tốt hơn ông là nó nhẹ. Nếu mình đặt mấy cái phụ liệu này mình đặt được Đức thì nó để là made in ở Đức rồi nè. Có nghĩa là nó sẽ có tên cho em. Dạ. Dạ. Bảo hành cho 2 năm. Dạ. Là nó có trục trặc có vấn đề gì đó đó. À, là bên công ty. Là công ty nó bảo hành cho 2 năm. Dạ. Còn cái này mà anh sản xuất. Dạ. Cái này là do anh Mạnh sản xuất. Dạ. Là anh bảo hành thoải mái. Vậy là bên Đức là chỉ có cái khớp gối với cái ở dưới, với cái bàn. Đúng rồi, đầy đủ. Bao chi bị tôn ở bên Đức. Ờ, cái này là sau khi mà ở dưới cái khớp gối mà xong á. Đúng rồi. Ôi ơi. Nhìn như thế ta. Cái giới này là mình có thể thay nên. À. Công nghệ giờ hiện đại quá ha chị ha. Tâm lý. Làm công tác tâm lý này là tái hoàn lại cuộc sống. Mai mốt bây giờ như này thôi, mai mốt là cậu là em hay là người yêu? Anh ruột. Anh trai. À, mai mốt về sau khi mà có chân để đi lại thì cho cô đi chơi nhiều chứ. Mà em phải là người chở cô đi nhiều. Không, anh em thật. Đi chơi bạn bè đi đâu là cho nó đi. Rồi đi đâu để nó dần dần nó đổ mất cái ác cảm để nó tái hòa nhập với cộng đồng. Không đi cũng bắt đi. Một khi nó đi được rồi thì nó tự tin. Mà đi như vậy là đi nhiều. Xong hôm nay tôi gặp ông Hồ thì tôi nó khác. Hôm nay tôi không gặp ông Hồ tôi nó khác. Không biết nó như thế nào. Thì khi mình gặp được một người, gặp được nhiều người thì nó sẽ khác dần khác. Đó là cách liều thuốc điều trị tâm lý. Mà em chữa. Đây là sau khi mà bác sĩ Vinh lấy mẫu cái mõm cục của bé Hân nè. Thì theo chia sẻ của bác sĩ á, thì cái việc mà cái mẫu chân của bé Hân thì nó hơi khó hơn so với những cái bệnh nhân khác. Đó. Sau này thì sẽ làm một cái dây kéo luôn, giống như quần ở kia không. Cô bác anh chị thấy không? Cái mẫu của nó mỏng cục. Theo chia sẻ của bác sĩ thì mỏng cục của bé Hân thì lại ngắn hơn so với những bệnh nhân khác. 2 đến 3 tiếng làm việc với bác sĩ á, thì hiện nay về cái chân của bé Hân á thì chi phí mà để làm chân cho bác sĩ theo cái công nghệ của Đức á là tổng chi phí là 125 triệu, bao gồm tất cả các chi phí luôn của về bác sĩ thôi. Trong tuần sau là từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 6, thứ 7 thì ngày nào mình lên cũng được đó anh bác. Dạ. Dạ. Hân bây giờ cảm giác vui không Hân?
Đi đâu cũng được anh hai bới hết trơn à. Anh hai có anh hai vậy là quá trời quý luôn. Quá quý rồi. Hiếm lắm. Dạ. Thì mong thì mình chỉ mong là sớm làm lại, tìm lại cái đôi chân cho bé Hân là quan trọng nhất thôi. Thắt dây vô hết đi. Thôi bây giờ chắc có lẽ là mấy cô chú cô cháu sẽ trên đường về. Dạ. Rồi chào, hẹn gặp lại cô bác quý chị ở lần sau mà khi bé Hân có tự bước đi trên cái đôi chân của mình được ha. Dạ.